Chào các bạn, mình là San. Các bạn đang lắng nghe livestream của San ở trên Instagram San Huyên. Nếu như các bạn muốn đặt những câu hỏi và trò chuyện thêm với San thì đừng quên follow Instagram và chờ đón nhiều hơn những lần livestream sắp tới nhé. Người yêu mình nhưng lại không thể hiện rõ ràng. Anh ý cần sự nghiệp hơn. Ôi ôi ôi, khổ lắm các bạn ơi. San đã nói những điều này kiểu rất là nhiều lần rồi mà San không hiểu vì sao các bạn lại cứ tiếp tục ở trong luẩn quẩn trong cái vòng tròn đấy. Nghĩa là các bạn phải biết mình xứng đáng với điều gì. Các bạn phải biết rằng mình xứng đáng với một người như thế nào. Những câu hỏi đấy chúng ta không cần phải đi hỏi ai hết. Chúng ta phải biết được mình xứng đáng được đối xử như thế nào. Và biết được người nào mình nên yêu, còn người nào thì mình không nên yêu. Nha. San chỉ muốn nói với các bạn là khi mà một người đàn ông thực lòng, ôi ôi, thực lòng, ok, khi mà một người đàn ông thực lòng yêu một người con gái, anh ta có thể làm mọi thứ. Làm ơn dẹp đi, đừng có lôi những cái lý do như là nghề nghiệp hay là gia đình hay là thế này thế kia để nói. Tại vì là khi mà anh ấy đã thực sự thích bạn thì anh ấy sẽ thích bạn thôi. Anh ấy sẽ dành ưu tiên cho bạn. Anh ta có thể làm tất cả mọi thứ vì người con gái mà anh ta yêu. Vậy nên là các bạn nên biết mình muốn làm gì, mình xứng đáng với điều gì. Các bạn đừng có đi hỏi những điều đấy với bất kỳ ai. Hãy tự hỏi chính bản thân bạn là các bạn xứng đáng với điều gì. Chúng ta đã phải lên một next level nha các bạn. I am the next level. Next level. Zoom. Nha các bạn. Trời ơi, đàn ông tốt vẫn có nhiều mà các bạn. Sao cứ dính mãi một người không tốt vậy? Em mắc cười quá hả? Ủa chứ tôi livestream nói chuyện với các bạn chứ đâu có phải diễn kịch cho các bạn đâu mà các bạn cứ cười hoài ạ. Dỗi ghê. Đọc comment của bạn mình đúng kiểu buồn cười ấy. Các bạn cứ trêu mình ý các bạn. Em đang học lớp 11. Em không có hứng thú về ngành nào hết và cũng không có sở thích nào ngoài BTS. Oh my god. Oh my god. Ok. San sẽ có gợi ý cho em như thế này nhá. Có thể là em chưa yêu thích một ngành nào hết hay là em chưa có cái sở thích nào khác hết. Vậy thì em cũng có thể bắt đầu từ BTS. Tại vì từ họ em có thể tìm hiểu ra nhiều ngành nghề khác nhau. Em có thể học về marketing. Tại vì là để có được Bangtan Sonyeondan như bây giờ mà không có marketing thì cũng hơi khó. Marketing, truyền thông, kế hoạch chiến lược, rất là nhiều thứ. Nếu như mà em chưa có sở thích gì hết thì em, nếu như bias của em là anh Nam Chun, anh Tuấn Cua, thì anh Tuấn Cua rất thích xem triển lãm và đọc sách. Em có thể bắt đầu làm giống anh ấy. J-Hope, anh ấy rất là thích nhảy. Em có thể bắt đầu học nhảy nếu như mà em cũng thích anh ấy. Chứ thực ra nếu như mà kiểu cả tất cả 24 giờ của các bạn mà các bạn chỉ tập trung vào duy nhất một thứ là làm fangirl ấy, thì đôi khi nó sẽ hơi chán ấy. Các bạn nên làm nhiều thứ hơn. Các bạn nên khám phá cuộc sống này hơn. Không nên bó hẹp mình vào bất cứ một cái điều gì hết. Đúng không? Trời ơi, các bạn nghĩ sao vậy? Tạo nên một cái thương hiệu như là BTS thì nó hơi ghê nha các bạn. À, các bạn cũng có thể tìm hiểu thêm. Các bạn có thể trở thành một nhà kinh tế học chẳng hạn. Các bạn tìm hiểu về cái lượng tiền mà một nhóm nhạc như Bangtan đã đưa về cho đất nước Hàn Quốc. Nó được so sánh với cả Samsung hay là Hyundai. Thì các bạn có thể tìm hiểu nhiều hơn về kinh tế là gì. Các bạn có thể tìm hiểu thêm về thặng dư thương mại, xuất khẩu, nhập khẩu. Các bạn có thể tìm hiểu thêm về văn hóa Hàn Quốc, văn hóa của một đất nước. Các bạn có thể tìm hiểu thêm về chính trị, văn hóa, xã hội thì nó có liên quan gì đến nhau. Các bạn có thể tìm hiểu thêm về việc xuất khẩu âm nhạc ra nước ngoài thì nó như thế nào. Các bạn có thể tìm hiểu thêm về việc sáng tác một ca khúc và tạo một ca khúc, đưa một ca khúc lên trên mạng, ra đời một ca khúc như vậy thì lợi nhuận có thể đưa về từ các kênh như thế nào. Trời ơi, quá trời thứ để tìm hiểu luôn đấy các bạn. Từ đấy các bạn có thể tìm ra rất nhiều những ngành nghề từ idol của các bạn nhé. Thứ nhất, bán hàng online đúng không? Bán hàng order. Order good của BTS. Bán hàng online nhá. Rồi này, những ngành các bạn có thể học như là ngành truyền thông. Đấy, ngành truyền thông, ngành marketing.
Ôi rồi, ôi quá trời luôn. Còn nếu như mà các bạn quan tâm đến một ngôi sao chỉ vì vẻ ngoài của họ thôi thì là chưa đủ. Ít quá, các bạn nên tìm hiểu nhiều hơn, bởi vì họ cũng là một con người thành công, và từ một con người thành công các bạn có thể học được điều gì? Quá trời thứ để học luôn. Mình nói thiệt, khi mà nhìn vào nhóm nhạc đấy mình thấy có quá trời thứ để học luôn. Em muốn là một ngành có nhiều trí tưởng tượng và có thể truyền cảm hứng như San thì nên học gì và học trường nào? Không có một ngôi trường nào đang đào tạo ra công việc của San ở thời điểm hiện tại. Không có ngôi trường nào hết các bạn ơi. Các bạn có thể bắt đầu, các bạn không cần trường đào tạo luôn ý. Các bạn chỉ cần là bắt đầu chia sẻ những thứ mà các bạn cho rằng là nó có ý nghĩa. Các bạn bắt đầu từ những bước đầu tiên thôi. San thấy YouTube là một điều rất là tuyệt vời ấy, các bạn. Em làm nhà của BTS mà bị khiếu nại bản quyền không kiếm được tiền. Đúng rồi, các bạn lấy nhà của ca sĩ ngôi sao, các bạn kiếm tiền làm sao được, không bao giờ. Thậm chí là các bạn còn bị xóa kênh luôn ấy. Nhà của người ta dùng chất xám ra để người ta tạo ra âm nhạc, mà bây giờ các bạn lấy bài hát đấy mà các bạn đòi kiếm tiền dựa trên âm nhạc của họ ư? Nhà các bạn dùng ở trên YouTube, YouTube đánh bản quyền rất kinh khủng. Các bạn phải sử dụng một nguồn nhạc có trả phí hoặc là nguồn nhạc free, chứ các bạn không thể nào lấy nhạc của ngôi sao được nha các bạn. Bị đánh dập ấy. Em bias Yoongi mà ảnh làm nhạc với rap chắc không theo được luôn. À, vậy thì em chưa tìm hiểu kỹ. Em phải tìm hiểu kỹ nhiều hơn về anh ấy để xem anh ấy còn thích cái gì nữa. Ngoài rap và làm nhạc thì anh ấy còn thích cái gì nữa, hoặc là những cái câu chuyện trong cuộc sống của anh ấy có gì nữa, thì để mình có thể làm. Ví dụ anh ấy đã từng phải phẫu thuật vai đúng không nào? Vậy thì giá như em là một người bác sĩ, đúng không ạ? Đúng không ạ? À? Giá như em là một người bác sĩ hay là y tá để có thể chăm sóc cho anh đó, hoặc là anh ấy đã từng phải đi gặp bác sĩ tâm lý, nhưng mà bác sĩ tâm lý cũng không thể nào giúp được anh ấy. Họ nói tôi bị điên à hay gì nhỉ, họ nói tôi gì gì nhỉ, trong một cái bài rap của anh ấy đó. Thì em có thể đặt mục tiêu là làm trở thành một bác sĩ tâm lý để em có thể giúp anh ấy và giúp những người như anh ấy. Có nhiều thứ các bạn ạ. À, các bạn đu idol mà bọn mình đu nghiêm túc là chúng mình học được nhiều thứ nha các bạn. Học được hơi bị nhiều nha các bạn. Họ cũng là những con người mà vất vả đi lên để thành công, thành ra là có nhiều thứ để học lắm. Chỉ San edit bằng phần mềm gì? San edit bằng phần mềm Adobe Premiere. Adobe Premiere. Oh my god, 10 giờ rưỡi rồi ư? Nhanh thế. Mới nói chuyện đấy mà 10 giờ rưỡi rồi. Thời gian trôi qua nhanh thế, buồn thế. Ơ, buồn cười rồi, chưa nói được cái gì. Trôi qua nhanh thế, phải đi ngủ rồi. Đu idol em học được rất nhiều thứ, nhưng mọi người xung quanh thì luôn nói xấu idol mình. Thì biết sao giờ, làm người nổi tiếng mà các bạn. Người nổi tiếng thì phải chấp nhận rằng sẽ có những người không thích và những người ghét mình. À, những người thích mình, những người ghét mình. Thậm chí là chúng ta, những người bình thường cũng sẽ có những người ghét mình, những người yêu thích mình. Thì đối với những người nổi tiếng thì họ phải sống chung với cái điều đấy. Càng nổi tiếng thì họ càng phải kiểu chấp nhận những điều đấy thôi, tại vì là danh vọng đưa đến cho họ tiền bạc mà, họ phải chấp nhận điều đấy. Và nếu như các bạn yêu thích thần tượng của mình thì các bạn cứ yêu thích thôi. Bộ máy đấy của chị hết bao nhiêu tiền? 50 triệu em ạ. Chỉ hướng dẫn làm Adobe Premiere à? Thôi thôi em ơi, lên Google đầy luôn. Lên Google là các anh các chị ấy chỉ cho em là video hẳn 2 tiếng. Rất cụ thể luôn. Chị làm bây giờ không ai xem đâu. Máy em tải Adobe bị nặng à? Ừ, em phải mua cái loại mà cái RAM nó tốt một chút. Chị cho em gợi ý nên học Phở Tu hay là NEU. Chị đều chưa học hai ngôi trường đấy nên là chị không biết. Nhưng mà cả hai ngôi trường chị thấy đều được. Năm nay có nhiều chuyện xấu xảy ra với em nên em buồn quá. Không sao, San đã nói rồi, buồn là một cảm xúc nên có trong cuộc sống. Buồn là một cảm xúc nên có trong cuộc sống thôi em. Bình thường, hãy cứ để nó diễn ra như vậy. Hãy cứ để nó diễn ra như vậy. Khi mà chúng ta sau này nhá, đến một giây phút nào đấy mà chúng ta vui đấy, thì chúng ta nên nhớ về những ngày chúng ta buồn. Và cứ thế thì sau này khi chúng ta buồn đấy, chúng ta lại nhớ về những ngày mà chúng ta vui. Saranghae no irukami tero kuro. Có bạn bảo là hai chị hôm nay em vào trễ. Sorry bé, chị chuẩn bị tắt like rồi. Chị tắt like đến nơi rồi này. Chị vẫn đang cố gắng để trả lời những câu hỏi cuối cùng với các bạn nè, bởi vì chắc là khá lâu nữa thì Sun mới livestream tiếp.
Nên là hôm nay muốn nói chuyện với các bạn nhiều hơn một chút. Mong podcast tiếp theo là chỉ kể về thời sinh viên của mình. À ok, có thể là một podcast nào đấy trong năm 2022 nha. So I didn't marry, but I'm cheating for you, boy. I'm cheating for your wish. Làm sao để định hướng được tương lai? Cứ làm tốt nhất những thứ mà em có thể làm ở thời điểm hiện tại. Và đến một lúc nào đấy khi mà cái cơ hội đến thì em sẽ có khả năng nhìn nhận ra được nó. Thật ra thì San không nghĩ rằng tất cả mọi người đều có khả năng đấy. San nghĩ rằng mỗi người sẽ có một tầm nhìn khác nhau. Và cái tầm nhìn đấy nó sẽ giúp chúng ta có thể nhìn nhận ra được định hướng tương lai của chúng ta là như thế nào. Tầm nhìn ở đây ấy, nó rất là quan trọng nha. San chia sẻ điều này với các bạn. Tầm nhìn thứ nhất ấy, đấy chính là biết bản thân mình đang ở đâu. Điều đấy cực kỳ quan trọng luôn. Nghĩa là biết khả năng của mình đang ở đâu. Ở thị trường hoặc là ở một cái về gọi là lao động trong lao động, trong công việc đi. Biết mình đang ở đâu. Và tầm nhìn thứ hai đấy chính là biết xã hội đang như thế nào. Nghĩa là biết kinh tế đang như thế nào và biết xu hướng. Biết là mình ném vào đâu thì sẽ là phù hợp. Giống như kiểu một cái mảnh ghép, ghép vào đâu sẽ là phù hợp. Giống như là các bạn là một con cá, thì con cá nước ngọt thì các bạn phải bơi vào sông, còn con cá nước mặn thì các bạn phải bơi ra biển. Con cá nước lợ thì các bạn phải ở cái khu vực nước lợ. Các bạn sẽ phải biết được mình ném vào đâu thì sẽ phát triển. Thì nhưng mà đương nhiên là cũng sẽ có những cái rủi ro nhất định trong cái quá trình chúng ta định hướng. Nhưng mà khi mà chúng ta có định hướng thì mọi thứ nó sẽ... Chị Sân có đầu tư vàng không? Thật ra thì giá vàng ở Việt Nam ấy nó không có phải là hoàn toàn đi theo giá của thế giới đâu các bạn. Vàng thì nếu như mà các bạn tính đầu tư lâu dài theo kiểu 10 năm, 20 năm thì được. Còn kiểu... Tại vì giá vàng ở thế giới, giá vàng ở Việt Nam, nhà nước sẽ giữ nó ở một cái mức phù hợp. Chứ không hẳn là kiểu vàng ở thế giới mà giảm mạnh không có nghĩa là ở Việt Nam cũng giảm giống như thế. Còn nếu như mà các bạn muốn mua mà các bạn giữ trong vài chục năm thì San nghĩ là được. Làm sao để theo đuổi một người ưu tú hơn mình thì mình phải trở nên ưu tú. Bản thân mình khi mà thích một người nào đấy mà đã nghĩ rằng họ ưu tú hơn mình thì trong suy nghĩ lúc nào cũng sẽ có một cái gọi là không xứng đáng. Nếu như mà các bạn đã nghĩ họ ưu tú hơn mình rồi thì khó để yêu nhau lắm các bạn ơi. Các bạn không nhìn ra được những cái ưu tú trong bản thân bạn hay sao? Đúng không? Chứ bây giờ kiểu trong mắt bạn kiểu họ là một người gì đấy rất là kỳ diệu, một cái gì đấy rất là ưu tú, rất là kinh khủng thì về cơ bản là không yêu nhau được đâu. Hai người phải có những cái sự ưu tú nhất định và hai người sẽ thu hút nhau vì những sự ưu tú đấy. Còn nếu như mà bản thân em không nhìn thấy được những sự ưu tú của bản thân thì rất là khó để yêu một người ưu tú nhé các bạn. Thực tế là như thế nhé. San không có nói để cho các bạn vui, San chỉ nói thật với các bạn thôi. Kiểu ưu tú thì ưu tú nhưng mà người ta có thích bạn không ấy. Kiểu nhiều khi các bạn nghĩ rằng là người ưu tú là được, nhưng mà kiểu người ấy có thích mình không ấy, điều đấy mới quan trọng chứ, đúng không các bạn? Con gái có nên theo đuổi con trai không? Không. Không. Hãy nhường anh ấy làm điều đấy. Anh ấy thích làm điều đấy hơn. Cái gì mà dễ quá thì con trai họ không có ấy đâu. Oh my god. Chị ơi, chị nghĩ như thế nào về thực tập không lương, phun tuần và yêu cầu cọ toilet? Trưởng phòng là vợ giám đốc thì lộng quyền với độc tài thì nên cư xử ra sao? Tụi em đang stress. Trời ơi, ngay từ đầu là em đã không nên nhận công việc đấy rồi. Mình sai nha, mình sai ngay từ đầu nha. Kể cả thực tập hay như thế nào đấy thì các bạn cũng nên hỏi rõ những cái công việc mà các bạn sẽ làm là gì. Nếu như mà các bạn bị bắt cọ toilet thì về nhà ngay chứ còn gì nữa, ở đấy làm gì nữa. U là trời ơi, đi thực tập mà bắt con người ta cọ toilet và không có trả lương ạ, làm ơn đi. Hãy sống có trái tim tí đi. Sống như thế mà cũng sống được à trời? Vẫn có những doanh nghiệp như vậy tồn tại được hả? Tại sao có thể đối xử với con người ta như vậy được? Các bạn lựa chọn cái công việc đấy,
Vậy nên là các bạn phải có trách nhiệm thoát ra khỏi nó, chứ không có ai có thể giúp các bạn hết nha. Các bạn chọn công việc đấy mà người ta đối xử với các bạn như vậy mà các bạn vẫn chịu đựng thì là các bạn do các bạn thôi. Các bạn phải phải ao ra, các bạn tìm chỗ khác. Thiêu gì, thiêu gì chỗ mà tại sao lại phải tiếp tục làm ở đấy các bạn? Không nha, đối xử với con người ta như thế được, bực thật. Săn tính khi nào cưới chồng thôi các bạn ơi, đời còn đang vui nhắc đến cưới chồng. Cưới chồng có gì vui mà các bạn cứ hỏi như vậy? Trời ơi, bao giờ săn cưới săn sẽ thông báo, yên tâm, tôi cưới tôi sẽ thông báo nha, sẽ thông báo cho các bạn nha, biết nhở? Nhưng mà không có phải là bây giờ đâu các bạn ơi. Bao giờ tìm được anh chơi hốp, anh kiểu như chơi hốp nha, để săn sách cưới nha. Các bạn ơi, các bạn phải bảo vệ bản thân mình nhá. Chứ săn là săn bực á. Đi làm bắt con người ta cọ toilet. Này các bạn biết không? Công việc cọ toilet của các cô lao công trả theo giờ cũng là một đống tiền. Các cô ấy đi làm kiếm tiền, đấy là công việc của các cô ấy. Đấy cũng là một công việc nhưng mà các cô ấy được trả tiền để làm. Còn các bạn đi thực tập ở một cái vị trí khác nhưng mà bị bắt cọ toilet và không được trả một đồng nào. Oh my god. How you treat me like that? No. Không. Dỗi ghê đó, bực. Nếu du học thì sang đây du học nước nào? Hôm trước các bạn đã hỏi rồi đó. Mỹ. Mỹ là một cái đất nước mà nó vừa rất là năng động, nó rất năng động, nó rất là hiện đại. Và San muốn xem ở cái đất nước năng động và hiện đại đấy nó có gì. À, rồi thỉnh thoảng thì San sẽ bay sang Anh này, bay sang Thụy Sĩ, bay sang Đức, bay sang Hà Lan, rồi là sang Canada. Ừ, San sẽ khám phá tất cả mọi thứ xung quanh đấy. Thì San muốn chia sẻ thật lòng với các bạn là thế này này. Sẽ có rất là nhiều, các bạn chia sẻ là có nhiều công ty tệ đúng không? Thì đúng là như thế. Trong cái quá trình mà San làm việc thì cũng có những công ty tệ hợp tác với, có nhiều công ty mà người ta không có tôn trọng mình các bạn, có những khi là như thế. À, thì San chỉ muốn nói rằng là thế này nhé, cho cái gì thì bạn sẽ được nhận lại cái đấy. Khi mà các bạn đối xử với người khác như thế nào, các bạn sẽ được nhận lại như vậy. À, đối với những cái công ty đối xử với con người như vậy thì sẽ không thể tồn tại lâu dài. Là làm cái gì cũng thế, một công ty mà để tồn tại lâu dài nó phải có nhiều thứ, không chỉ đơn thuần, nói chung là không được đâu, sống như thế không có được. Ông trời nhìn thấy hết mọi thứ, chọn thứ mình giỏi hay là chọn thứ mình thích, làm thứ mình giỏi trước đi, xong rồi có thể biến nó thành sở thích. Nhưng mà nếu như cái thứ mình giỏi không thể nào biến thành sở thích, vậy thì sau đấy hãy chọn thứ mình thích và biến nó trở thành cái mình giỏi. Đấy, San chọn cho em rồi đó. Đam mê, tiền bạc, địa vị xã hội, theo chị San nên chọn một trong ba cái đấy như thế nào? Rồi nhá, ok, một cách rất là thực tế, thực tế nha các bạn. Đam mê, tiền bạc và địa vị xã hội. Thì trước hết là cái địa vị xã hội thì bỏ dùm tôi nha. Sống một cách thực tế thì tiền bạc còn hơn, nhưng mà đây là hai cái vấn đề này. Tiền và đam mê. San đã từng có video chia sẻ với các bạn về điều này rồi. Tiền vẫn là thứ nên chọn đầu tiên. Nghĩa là chúng ta phải sống các bạn. Các bạn đi làm kiếm tiền đi. Khi mà các bạn có tiền trong tay rồi, các bạn bắt đầu theo đuổi đam mê cũng được, không sao hết. Nhưng mà trước hết chúng ta phải ăn, phải uống, phải chữa bệnh. Chúng ta không thể nào chết đói được, đúng không ạ? Cuộc sống nó phải thực tế. Chúng ta ăn uống đầy đủ, có tiền rồi, lúc đấy theo đuổi đam mê cũng được. Chứ còn bây giờ các bạn theo đuổi đam mê mà các bạn cũng chưa có kinh nghiệm, cũng chưa có gì hết trong tay rồi các bạn chết đói ngồi đấy là không được đâu các bạn nha. Không có tiền là cũng mệt đấy. Chứ còn địa vị xã hội dùng đi. Địa vị xã hội là gì? Cho dù các bạn là ai thì San vẫn yêu các bạn. Lúc trước em thấy chị San ngủ rất là sớm, lúc 10:30. Nhưng bây giờ chị còn như thế không? Chị thấy routine đó khác gì với routine với các bạn trẻ hiện nay? Thật ra thì bây giờ San sẽ đi ngủ vào tầm 11 giờ, hoặc là 11:30 tùy hôm. Sẽ muộn hơn ngày trước một chút. Thì đồng thời là San sẽ thức dậy vào khoảng, thực ra vẫn thức dậy tầm đấy thôi, 6:30 đến 7 giờ sáng. Tầm 7 giờ sáng. Nói chung là San thấy là các bạn trẻ bây giờ thì mọi người thức quá khuya. Mọi người thức đến tận 12 giờ, 1 giờ sáng ấy, thì San thấy nó hơi muộn.
nó hơi muộn. Các bạn nên ngủ tầm 11 giờ là vừa. Vậy nên chắc là San sẽ phải tắt livestream bây giờ là vừa đúng không các bạn? Tại vì bây giờ San xong hết rồi, San skin care xong rồi, đánh răng xong hết rồi. Bây giờ tắt máy một cái là San sẽ đi ngủ luôn đấy các bạn. Ừ, San sẽ nằm ngủ luôn đấy các bạn. Vậy nên là khi mà San cũng ít khi livestream thì San có một chút thời gian thì San muốn trò chuyện với các bạn thôi. San nghĩ sao về vị trí quản lý giám đốc? Đó có phải là một nghề để có thể xem là một ước mơ để hướng đến? Làm gì có công việc quản lý giám đốc của các bạn, chỉ có trợ lý giám đốc thôi. Trợ lý? Đâu ra quản lý giám đốc vậy? Giám đốc là người quản lý. Quản lý của giám đốc là chủ tịch. Trợ lý giám đốc nha các bạn. Đấy là một công việc rất là hay, nhưng mà đấy là một công việc rất là khó. Để trợ lý dành cho một người thì phải hiểu họ. Phải hiểu họ. Và đôi khi là kiểu các bạn sẽ đánh đổi sự riêng tư của các bạn. Ok, bây giờ là 10:45 rồi. Các bạn hãy nhớ rằng sau khi tắt livestream xong thì các bạn hãy đi ngủ nha. Đi ngủ luôn nha. Ok không? Rồi, hôm nay thì San hơi cọng một chút, nhưng mà các bạn hãy quên đi nha. Đừng quên là chúng ta sẽ có video mới vào thứ ba lúc 10 giờ tối trên San Huyền Podcast. Đây là số podcast số 11. Và là một số podcast rất là tốn nước mắt. Nhưng mà số podcast số 12 thì nó sẽ vui vẻ, cười ngoác hết cả mồm. Ok, bye bye. See you next time. And good night. I love you. I love you.